Hot Girl Diệp Kha nói gì trước tin đồn làm tiểu tam? Hot Girl Diệp Kha đã lên tiếng phủ nhận tin đồn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của Huỳnh Hiểu Minh. Mới đây, cái tên Diệp Kha, bạn gái của tài tử Huỳnh Hiểu Minh lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận mạng. Tuy nhiên, lần này không phải những hình ảnh tình tứ bên cạnh dương quá mà chính những tin đồn thất thiệt về việc là tiểu tam đã khiến cô trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Trước những lời lẽ ác ý, Diệp Kha đã không ngần ngại lên tiếng phản bác. Cô khẳng định, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi thậm chí còn kiện những người đã tung tin đồn thất thiệt và khuyên họ nên suy nghĩ khác đi. Diệp Kha chia sẻ thêm, hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi mà xem. Ai lại dám làm tình nhân của một diễn viên nổi tiếng? Tôi không thiếu thứ gì cả, cuộc sống của tôi vẫn rất hạnh phúc. Tại sao tôi phải đi phá hoại gia đình người khác? Ngoài ra, Diệp Kha cũng cho biết, cô cũng không phải mẫu người quá hoàn hảo, mọi mối quan hệ đều có những vấn đề riêng nên đừng lúc nào cũng khiến phụ nữ phải ghét nhau. Phụ nữ là người hiểu phụ nữ nhất, họ sẽ không nói xấu nhau. Đáng chú ý, Diệp Kha còn chia sẻ một cách thoải mái rằng đôi khi bạn trai sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn, khiến cô nhận ra người cũ của anh thực sự tuyệt vời khi có thể đồng hành cùng một người đàn ông có tâm hồn trẻ con lâu đến vậy. Dù không trực tiếp nhắc đến tên Angelababy, nhưng câu trả lời của Diệp Kha đã phần nào hé lộ rằng mối quan hệ giữa cô và vợ cũ của bạn trai không hề căng thẳng như nhiều người vẫn nghĩ. Thay vào đó, cô tỏ ra khá tôn trọng và hiểu được hoàn cảnh của Angelababy. Với những chia sẻ thẳng thắn và thông minh này, Diệp Kha đã phần nào dập tắt những tin đồn thất thiệt và chứng minh được sự bản lĩnh của mình. Kể từ sau khi ly hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh đã dính nghi vấn hẹn hò với hot girl Diệp Kha. Cả hai từng trải qua một khoảng thời gian chia tay và tái hợp, thu hút sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, phía Huỳnh Hiểu Minh đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về mối quan hệ này. Diệp Kha từng là sinh viên nổi bật của Đại học Thâm Quyến, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm. Hiện cô đang là người mẫu và MC cho một số sự kiện lớn tại Trung Quốc. Theo nguồn tin từ QQ, Diệp Kha từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và có hai con riêng. Cô hiện sống chung với Huỳnh Hiểu Minh và được lòng bố mẹ của nam diễn viên.